Tulin, my brave fledgling. I know that voice. It's you. You're the one who's been guiding us? Yes. I am your ancestor from a time long ago. I proudly served Hyrule's first king. I was a Rito warrior and a sage with control of the wind. Where you fight, the winds follow. I would expect nothing less from my descendant. You make me proud. That monster you defeated, the source of that intense blizzard, it was summoned by the Demon King. He thought he could stop you from obtaining the stone you just found. My secret stone. Demon King? Secret stone? This is a lot to learn all of a sudden. I know. But listen while I tell you what happened in the past. A tale of the imprisoning war. And the mission our people must accomplish. Years ago, when the kingdom of Hyrule was still young, a great evil, the Demon King, descended on the land. He sought to wipe out anyone who opposed him. But Rauru, the first king of Hyrule, requested my aid, as well as that of five other warriors, to help in the fight. Rauru entrusted us with amazing artifacts, secret stones, objects that amplified our formidable abilities. I carried one into battle as the Sage of Wind. It was thrilling to fight alongside my fellow sages. Yet we were still no match for the Demon King's overwhelming power. His magic was staggering, and I was unable to slip past his defenses, no matter how hard I tried. In the end, King Rauru realized that we would not be able to defeat the Demon King. To save our world, King Rauru sacrificed himself and sealed the Demon King away. So that was the imprisoning war. The rest of us survived that climactic battle. And I would soon receive a visitor with a request that would define the future of the Rito. It was another of the six sages, the Sage of Time. The Demon King will return. The magic binding him will be undone. When that time comes, a noble swordsman named Link will oppose him. But Link will only succeed with the Rito's help. Summon the winds and support this hero. It was clear what part the Rito would play. It will be an honor to defeat the Demon King. I swear to you that when the Demon King returns, the Rito Sage of Wind will awaken once more. And you can count on the full support of the Rito. And now you know about the imprisoning war, and a mission I accepted on our behalf. You've saved Rito Village, but there's more to do. The Demon King will soon recover his full strength. Tulin, my brave fledgling, you must take up my secret stone and honor the Sage of Time's request. Fight the Demon King with the swordsman Link. Thực ra thì anh solo cũng được, nhưng mà có các chú cũng vui ấy. So it's my mission to fight the Demon King with you? Link! This is so amazing! I can't believe my ancestor gave me such an important mission, and it involves fighting alongside you to save the world! If we don't do anything, then the world is gonna be in big trouble.
I can't let that happen. I'll do this. I'll happily take this secret stone. Bên anh nhẫn đó mình à? You can use that ring to call on my power anytime, all right? Okay, let's head back to the village and tell Dad. Hay đấy nha. Đây có nhẫn, đeo nhẫn như kiểu là cái kiểu Mega Man nhỉ, lấy sức mạnh nhỉ. Thực ra thì anh solo cũng được, chứ nhưng mà chả lẽ lại không có cần các chú. Nhưng mà kiểu mình cảm thấy như là cái con Zelda kia nó kiểu như nó bị teleport về về quá khứ. Thế là nó trở thành cái Save of Time, ví dụ như là nó giống kiểu cái phần phần Ocarina of Time ấy. Nó cũng có 5 hay 6 tầng save thì ấy, kiểu các trưởng lão ấy có sức mạnh ấy, để phong ấn quỷ dữ. Nên là Ken nó quay trở lại về cái kiểu là cái theme kiểu traditional của cái Legend of Zelda. Tàn nhanh thế. Đâu ra? Là cái phần trước còn có cái con chim thần thú ấy, nó đứng ở trên cái tảng đá này. Kiểu vũ khí hủy diệt đấy mẹ. Nhưng mà phần này dọn rồi, không thì OP vãi đi luôn. Các cậu đã làm được điều này, đã làm được nó. Tự đeo cái cục kia sau lưng nhìn ghét nhỉ. Có vẻ như là nó đã quá dễ hơn là khi mà chúng ta làm việc cùng nhau. Teamwork. Lại quay lại mấy team anh Nhật à? Friendship với teamwork. Phải, chuyện đấy là không phải là cái điều dễ dàng đâu. Ông bố lại bắt đầu khen con của mình. Con của tôi giỏi lắm. Tôi không, em không thể tin được là cái bài hát truyền lại của bọn trẻ con thì lại là sự thật à? Con cũng thế đấy. You could me knock me over with a feather. Thằng này nhìn vẫn đúng là chim kiểu chim mòng biển ấy, hay chim kiểu họ diều hâu ấy. Cung này là hình như là chắc là của thằng là Reveille ra nhỉ, hay là của thằng cha này nhỉ? Làm tốt, làm thu linh, đợi đã. Cái cung này có ý nghĩa rất lớn đối với bố.
Sao bây giờ bố đưa cho con? Nó luôn luôn là cái ý định của ta để đưa cho con à? Một khi con đã đủ tuổi để trở thành một chiến binh. Ok. Thằng kiểu thằng Reverie kia là sách dép con chim rồi nhỉ? Thằng kia con trả được cái kèo thì kiểu kiểu cái thằng thằng Reverie hồi xưa chim mà chảnh vãi lách luôn. Còn bố, con sẽ chứng minh cho bố là con sẽ trở thành chiến binh. Thật thật cái cung này về sau mình chấn được người ta. Cung này bắn điên phết. Này lên cái người phụ nữ ở trong cái hình ảnh mà tổ tiên cho chúng ta xem, liệu có phải là chị ấy nhìn giống như công chúa Zelda không? Anh có nghĩ đấy là công chúa thực sự? Ý của em là có vẻ như là sao cái con kia nó cũng là Save of Time ấy, nó kiểu như là hợp lý để nó di chuyển qua dòng thời gian ấy hả? Ý của em là nó có vẻ như là lâu rồi, nên là có nhiều cái câu hỏi mà chúng ta chưa có lời câu trả lời, nên là chúng ta sẽ biết được nhiều hơn về cái hình ảnh của chúng ta nhìn thấy ở trong cái bài hát này. Cái bài hát gì đây, bài hát truyền thuyết của này, nên em sẽ tìm hiểu nhiều thêm về cái này. Lần sau em gặp lại anh, em sẽ có nhiều thông tin hơn về công chúa Zelda, nên hãy quay lại gặp em thường xuyên nhé. Mà nhớ rằng cùng với sức mạnh của Say, cả hai chúng ta sẽ luôn luôn có thể đi cùng nhau cho dù chia sẻ nào chăng nữa. Thế ý của chú là mẹ mày muốn cho anh đi solo tiếp rồi. Vow of the Thulin, Say of the Wind. Ok. Nên là mình nghĩ là nó giống cái Reverie Gale ấy. Nó vẫn là cái kỹ năng hữu ích để chúng ta đi quanh loanh quanh map. À, 60 FPS nó mượt trên lại. Thử cái đoạn này nó không được 60, 45 rồi. T3. Thế ba này lần trước là cũng ở cái phần kia cũng có nhỉ. 9 giờ sáng mẹ mày căng đét. Con này là như là bọn này là cái gì, cái descendant này nó gọi là cái gì nhỉ? VV delay gì? Chúng tôi sẽ mãi mãi nợ ơn cậu cái gì blah blah blah. Ok. Mấy em chim này chả làm được cái vẹo này. Là phải gọi anh không như truyền thuyết đi. Nhìn cái khiên này bé nhỉ? À nó ấy to hơn này. Nên bây giờ nó lại quay lại cái theme của cái bọn chim này ở phần trước này. Thế có quét gì không? Mẹ mày chuẩn bị tận răng các kiểu cuối cùng. Đấm chim kia là gì có mũi bắn thôi. Ông ấy còn bảo là ông ấy không cần, ông chỉ đâm xuống ấy. Kiểu đúng kiểu là giết trùng bằng kiểu bắt jet ấy. Đâm xuyên người nó ấy. Thế còn thế đấy. Đây là có mấy cái quét đây này. What should I do này. Sức mạnh tình bạn luôn luôn giành chiến thắng. I need to reveal. Ui cái đoạn này mà frame rate nó trên 30 mượt căng đét luôn. Đây là mình còn chưa lên cái cam màn hình đấy. Mình lên cái 3060 Ti nữa thì chắc là thật là có khi nó vẫn thế nhỉ. Không cải thiện được cái frame rate lắm ấy. Cậu ấy mà nó đi nhặt food từ cái snow Tabata Tundra not eat up here. Hình như là con này nó bảo là nói về thằng chồng của nó rồi. Mãi chưa thấy về. Đồ ăn tôi thì nhiều này. Nếu mà cậu có thêm đồ ăn này, tôi sẽ rất là vui để trade đồ với cậu supply này. Tôi sẽ cho cậu 10 arrow cho 3 cái con cá trong hang. Mẹ chị nghĩ là tôi thiếu cung á. Thiếu cung tên á. Thế là cậu yes, ok. Chỉ thế thôi gì? Thật ra cái vấn đề ở cái trò này là cái túi của chúng ta là vô kiểu là sâu vô đáy ấy. Nên là đi đâu chúng ta cũng quá nhiều đồ để chúng ta nhặt đấy.
Nên là mấy quest này như là cái kiểu đồ trẻ danh. Chilling Frown and Bright Cup. Như cái này mệnh nhiều đấy. Cho thêm arrow á. Thưa mình chỉ muốn làm xong quest ấy. Có đầy thôi. Free for the fletching. Growing K feed bright cap cheering thrall. Thế là mẹ mày chị chỉ đổi em cái cung nhỉ? If you take chilling shot. Cái này là nó đổi nó thì đưa mình cung đúng không? Như là quét là chúng ta xong rồi. Trời ơi, mẹ, nhiều cung. Ở đây này, cái này này. Ui dồi, đồ họa đẹp quá. Frame rate mượt quá. Tao không thể tin được. Đợi mày tí. Nên là đúng là cũng dễ thật. Nói chung là cái con này này, thực ra cái boss của cái trò này thì nó cũng gọi là để cao trào ấy. Mình không nghĩ là nó cần làm cái độ khó là giống như kiểu hành người chơi như cái trò Elden Ring ấy. Kể như là nó muốn cao trào của cái câu chuyện ấy, nó không cần thiết, nó phải kiểu nó không cần thiết, nó phải làm quá khó ấy, giống như cái trò Elden Ring ấy. Khó sấp mặt luôn thì chơi ức chế ấy. Em đang tìm cái đầu mối của Leo ta. One thing I don't think that man had asked me to help him solve to Asian literature. Nên là nó phải đọc qua mấy cái văn cổ văn serim cái gì đây, được giấu ở bên trong ba cái suối nước nóng á, trên núi này. Guide the three water to the play when it feels the slumber treasure. Nên là nó sẽ có nhiều cái side quest để chúng ta phải khám phá lại cái map hơn nữa. Kiểu như là bây giờ nó có nhiều lý do để chúng ta quay trở lại nó làm ấy. Nên là cái suối nước nóng bí mật ấy. Nó đây, em đã đến cái chỗ Tunia vài lần này. Cái chỗ này mình biết. Suối nước nóng này là mình, nhưng mà em không biết, nên là nói chuyện em là có 3 số nước nóng á. The fuck ấy. Khả năng nó trong hang hay là side quest này. Kho báu của Secret như thế. I was proud to be near my great eagle bow. Nhưng mà tôi đưa cung cho thằng bé rồi, bây giờ tôi lại không có cung. Nên là một người trưởng lão không bao giờ nên đi mà không có vũ khí. Nên là tôi sẽ làm riêng cho mình một cái. Cái cung mà tôi đưa cho thì là đồ hàng xịn thật. Sau nhiều năm tôi xài. Nhưng mà tôi đang nghĩ để đã lúc để tôi làm một cái khác. Nếu mà cậu muốn cái cung của riêng mình thì tôi không phiền nếu mà tôi búp cho cậu một cái. Nên là mình nghĩ là đúng là cái nó vẫn cần 3 cái diamond này. Cậu cần swallow bow này, 5 bundle of wood, 3 khúc gỗ, 3 bò gỗ và 3 diamond. Diamond vãi lành nhỉ. Hình như cái phần nhất là nó cũng búp là cũng cần diamond đấy thôi. Ok, nên là Legacy of the Rito này. Kinh quá nhà mẹ, tưởng Legacy of the Void. Thế là cái cung này của mấy anh chim. Cung xịn nhất game ấy, chắc mình nghĩ là cái cung này là cung bá nhất game ấy. Bắn nhanh, bắn nhiếc cái kiểu ấy. Thế là nó còn mấy cái quét nữa không? Nên là tự nhiên lấy được cái áo mẹ lượn này ở phần này ngon phết nhỉ, tiện phết. Kiểu như là budget game mình nhỉ, mẹ giết quái không cần cung, chỉ đâm xuyên người nó. Cởi trần cởi chuồng vào ấy, búp uống 2 cái lọ thuốc đâm xuyên người quái, giết quái. Ok, nó lại có quest gì sao? It's a wonder ở đây. If we have the rock weather in the green line inside. Oh, where did you see that cave? Thế là ở trong hang này nó có tiệm bán tạp hóa. It found it while looking for the white bird. Chim trắng đấy. Sự dẫn dắt của chim trắng đấy của mẹ mày. Nhiều vãi linh luôn. Cái này là side quest này. Con chim trắng ở đâu này? Ồ, phải rồi.
Các bạn nhìn thấy đỉnh ở trên Rito Village này. À, tôi phải lên đỉnh à? À. Đây là cái đỉnh này hồi xưa có con chim robot đứng đấy này. Cái vấn đề là mình có lên được không? I was in the garden. Nên là ngay khi mà hoàng hôn chuẩn bị kết thúc à? Khi đấy là tôi nhìn về phía tây và tôi nhìn thấy một con chim trắng á. À, nằm ở trên một cái bóng, kiểu như là cái bóng gỗ cái dài ấy, kiểu như chim đứng trên khúc gỗ ấy. Chim trắng. Thay vì đấy là tôi tìm thấy một cái cửa hang này. Thế nói chung là chúng ta cần phải đến đấy để... Nói chung là phải lên trên. Nó ở ngay cạnh cái chỗ mà chỗ chiếu nghỉ của con chim trắng á. Ở bên sông The Rock Wedged in the Green Light. À, không, có nghĩa là ở dưới hang này nó không, nó bán mấy cái viên đá sắt sáng, nhầm. Chứ không phải ở trong này nó có cái shop. Bây giờ cái vấn đề là làm sao mà chúng ta lên được cái nóc bên kia. Bây giờ làm sao mà sử dụng được sức mạnh của mấy bọn chim cò này nhỉ? Thằng kia nó bật dao kèo mình nhưng mà mình cũng chả biết là... Mình nghĩ là mình có thể đâm xuyên cái cục đá lên trên không nhỉ? Thằng không đâm xuyên được mà. Làm sao mà trèo được lên trên kia nhỉ? Đây là trên đỉnh không? Hình như lên được luôn rồi. Ui, có khi bay con mẹ lên chóp luôn này. Phần này chắc chắn là nó sẽ có cái phần master mode mà cho là nó chả có. Nên là bạn, cái vấn đề mà phim hát thì bạn không phải lo. Gần như chắc chắn vẫn có. Cái phần này nó có cái chiếc chui này tiện thật đấy. Đỡ phải kiểu đánh đố nhau để trèo lên đây. Còn còn cái phần trước là chúng ta phải max stamina kiểu mới trèo được lên ấy. Nên là cái con kia nó bảo là nhìn về phía tây là cái phía này ra nhỉ. Nên là cái hang nó là ở phía này à. Nên là đâu đây ở cái đoạn này ta. Nên là chỗ em nó có cây đào này. Thưa mình có thể mình ra đấy để mình ấy nhá. Hình như chỗ này nó bắt đầu lạnh rồi ta. Đây cái đá đi. Trên này bắt đầu lạnh rồi này. Thế bây giờ là phải đi đâu nữa nhỉ? Không biết là cái thứ tự nào là hay nhất. Ta sẽ ngồi đến trưa này. Con là con kia nó bảo là nó là hoàng hôn à? Mình phải đợi hoàng hôn. Thôi có khi mình chui vào đây nó có hoa quả này. Nhưng mà trèo lên đây rồi lại chui xuống dưới. Được rồi, để mình ấy sao vậy? Chúng ta phải làm cái quét này sau đi vậy. Thực ra chả biết. Nếu mà đánh trình cao thì máu nó cũng chả quan trọng ấy. Nhưng mà đúng là có vẻ như combat nó khó hơn thật. Khó hơn cái phần 1 ấy. Chắc chắn là đâu đây, là con này nó trốn ở đâu đây. Ơ sao nhỉ hai? Ừ. Chắc chắn là đây phải có gì chứ. Hay là mình phải đính với đây không nhỉ? Không đính với đâu. Ơ, thế cái chỗ này nó không có gì à? Nó chỉ có hai cái tượng thôi à? Hay là mình phải gắn lại cái này nhỉ? Ơ, mình tưởng cái chỗ này là có cái con cò róc này nó phải xuất hiện nhé. Nên làm sao để nó xuất hiện nhỉ? Chả lẽ chỗ này nó không có gì à?
Không có gì thật. Ô, thế thì tôi nhảy qua đây làm cái gì? What the fuck man? Thôi đi làm cái khác đi vậy. Bây giờ nghe có cái gì đấy. Hay nó có cái cô rốc này. Ui mẹ, frame rate mượt quá. Căng đét. Gần lại hơn á. Từ. Sao bác không nói sớm? Ở đâu rồi? Sao bỏ mẹ rồi? Bay xuống cao quá. Có phải là như kiểu là có vẻ bạn là bạn đang bảo cái tượng không? Thì mình quay lại xem nhé. Ôi trời, xong rồi sấp mặt này. Thế dùng cái kỹ năng ngay con chim kiểu gì nhỉ? Thôi bỏ mẹ tí chết. Thế là mình phải vào cái trang bị ra đúng không? Reverie Well, you to summoning the avatar of Turin. Dismiss summon. Sao cái nó không dạy mình là gọi cái sức mạnh con Turin kiểu gì nhỉ? Thế gọi sức mạnh con Turin thì kiểu gì? Không treo lên được. À thế. Hàng, có hàng về đấy. Merchandise. Hàng về. Mượt quá mẹ, 60 FPS mượt quá. Ôi rồi ôi. Tôi không thể tự ui gấu luôn này, mẹ từ từ. Mình cưỡi gấu thôi mà. Tranh thủ cưỡi con gấu không? À bây giờ nó mới dậy mình ra. The power to summon its avatar. Từ từ. À từ từ gấu mau này. Gấu đấy. Tranh thủ cưỡi luôn con gấu. Cái phần này nó vẫn không gửi được vào trong cái ấy nhỉ, ghét thế. Mình thề luôn, mình muốn cưỡi gấu đi chơi vui. Cưỡi gấu này mà đánh thì bá đạo quá nhỉ. Nó vẫn quay lại cái chỗ ngựa này. Chán nhỉ, chả muốn chia tay em gấu này. Ra đây, ra đây. Cưỡi gà ấy. Căng ấy nhỉ. Gấu phần này nó hợp tác hơn phần trước sao nhỉ? Reset camera. Gấu phần này nó hợp tác hơn phần trước. Phần trước thái độ vãi lìn. Từ từ. Không chuyển được cái camera ra nhỉ? Không chuyển được cái camera ra. Em mình ra cái chỗ cứ chạy ngựa xem mình có gửi được không nhỉ? Con này chạy chậm quá. Oh my god. Đoạn này là... Đi ra chạy ngựa để gửi gấu. Ui mẹ đi xa vãi lình luôn. Cho nên mà gửi được mấy con này thì vui nhỉ? Ôi dồi ôi, chạy. L1. Wow, go A. Sờ mu sơ. Con này mà mẹ đi chuẩn nhau thì phê luôn nhỉ. Phê lòi luôn. Ủa, chắc là mình nghĩ là không gửi được rồi. Kệ mẹ đi. Nhưng mà kích hoạt cái kỹ năng này con này kiểu gì nhỉ? Mình chả thấy. Lúc nãy có cái cục đá nó rơi đâu nhỉ? Ở trên này ra. Thực ra bây giờ cũng chiều con mẹ rồi này. Để mình ra xem. Để mình thử làm cái quét cái xem mà.
Nếu mà làm xong cái quest này là nó sẽ ra được cái chai ra. Hay là đứng đây đâm xuyên lên trên nào nhỉ? Xuyên tường mẹ, xuyên lên trần luôn. Không được rồi. Chỉ xuyên được lên trên này thôi. Xuyên lên lên cái lầu trên. Xuyên qua đồ vật của người ta. À, cái này có khi đâm lên hẳn lên trên luôn. Nó bảo là khi mà hoàng hôn chuẩn bị hết rồi sao nhỉ? Có nghĩa là chuẩn bị trời trời tối rồi nhỉ? Tầm 6-7 giờ à? Nó nhìn về phía tây này. Phía tây là phía này đúng không? Không phải, bên này mà đúng. Mình chả thấy cái con chim trắng nào. Nó là về cái địa hình này sao ấy? Sáu giờ 35. Phải nhà từ từ để mình xem lại quét mà. Thế là mấy cái quét sai này là cũng rất là khó đấy, không phải là dễ đâu. New này. Shy Quest này, The White Bird Garden này, này. The resident Rito can seem to recall the location of the cave. Này, trong này là về nếu mà chúng ta tìm được cái hạt ấy là chúng ta có được luôn cái ấy. Có một con chim trắng đứng ở trên một cái. Trong khi đứng trên cái đúng rồi này, mỏ này. Ở đâu? Ở buổi sáng sớm à? Where the bird was gone and it played with entrance to the cave. Thế là buổi sáng sớm chứ? So a white bird sitting. Thế là cái này là buổi sáng sớm rồi. Không phải là buổi chiều. Nó là kiểu hoàng hôn ấy, thì là nó sẽ có hai cái là ui chỗ này mượt quá. À chỗ này cũng có con này luôn này. Chuẩn luôn. Đứng ở cái chỗ này chuẩn mẹ luôn này. Có nghĩa là đứng ở cái đoạn này thôi, nhìn về phía này thôi. Đây này. Mình không hiểu là dùng cái hình như là nó vẫn là cái gió thổi đúng không? À vẫn thế. Thằng nó có cái gì? Nó là cái đoạn này thôi. Chim trắng ấy, chim mú gì đấy. Nhưng mà đúng ra là hoàng hôn với cả cái buổi sáng với buổi chiều thì khác chó với nhau nhỉ? Hay là con này nhỉ? Hay cái mấy con này phải chim trắng không? Mấy cái side quest này cái khoai phết ấy, không phải gì đâu. When they try to... Thực ra nó không phải là phía tây sao ấy. When she should remember about Stacy. Thế nãy nó bảo là phía tây sao nhỉ? Mình chả thấy cái con chim trắng nữa. Mẹ mày toàn chim màu này. À, đây nhiều chim vãi lành luôn. Chim này là chưa tiến hóa này. Và cái chim tiến hóa là nó nằm ngủ trong giường hết này. Mình chả biết là nó bảo là cái gì. Thôi kệ mẹ đi. Mấy cái quét này khoai phết đấy, không phải gì đâu. Mỗi tội là lúc mà teleport lên đây là tương đối là phiền ấy. Chúng ta khó để lên.
Phải xếp đúng cái này đúng không? Cái mái che đúng không? Mình nghĩ thế. Đấy, chuẩn luôn. Chuẩn men. Và sao mình cứ bảo là mình cứ che cho nó đỡ mưa là được ấy, nhưng mà nó phải khớp. Mình ra cái chỗ cây đào cái thôi, có cái gì hot không? Nếu mà có cái cây đào này là về cơ bản là nó cũng cho mình cái là cho chúng ta được cái vị trí mấy cái hang này. Là chim này bơm gió liên tục. Ui bay xa thật đấy. Ngon, ngon kèo luôn. Ngon kèo đấy. Chim này mẹ mày có hữu ích đấy. Tám mình đâu nhỉ? Từ bố mẹ 2 giờ đấy. Đây là thần thú lại xuất hiện. Thần thú này trong vai trò này quan trọng hơn nhỉ? Thay vì chỉ là sinh vật huyền bí như phần trước. Đây này. Nhưng mà nó vẫn không có cái hang bí mật này. Chả biết là nó có kích mãi không nhỉ? Hay là nó chỉ kích tạm thời thôi. Cái hang gần đây cũng có đấy. Ship cà rốt này. Bây giờ còn nhiều cái để làm quá, chả biết làm cái gì trước. Mình có thể mình ra đây mình lấy cái chai ấy. Hình như mình chưa lấy ra nhỉ. Nó là cái màu xanh này à? À đây này. Nó ở chỗ này. Phải đi quay lại cái chỗ chạy ngựa này. Cái máy ảnh mình lấy rồi. Máy ảnh mình lấy rồi mà. Máy ảnh mình lấy rồi, cái quét này mình lấy luôn rồi. Nó có cái cửa hàng này là... Cái cửa hàng này là lúc nãy mình vào đúng không? Nó đánh dấu này xong rồi này. Phần này nó cập nhật được cái là cái nào mà vào rồi đánh dấu luôn này. Ngon. Mình bay ra cái chỗ này. Bay này hơi bị xa nhỉ mẹ. Chết rồi. Nên là vẫn có cái quest để chúng ta làm ở chỗ này này. Không chưa xong nữa. Mấy cái chỗ núi này mượt thật sự luôn ấy. Hết cả mẹ lực này. Ta chuẩn bị trăng máu này. Auto build á? Chưa. Có nhiệm vụ gì? Có nhiệm vụ khác. Thế là mình build sẵn ra mình gọi ra à? Thế là mình quay lại cái chỗ đấy nhỉ? Xem có gì hot không? Có con chim này đẩy gió tiện phết nhỉ? Ôi chết rồi mẹ đấy.
Đây, vũ khí phò phò nhá. Đây là mấy cái này phang cho tròn hết này. À, con chim này nó đánh được hôi được mình à? Không có nhỉ? Được đấy. Lúa này. Con chim này đánh được đấy nhỉ? Đi sao bắn hôi đường ngon phết đấy. Này có cửa hàng luôn này này. Đây, chỗ này nó có cái lều này. Cái đường này mình chưa đi ra nhỉ? Tabata Hill này. Thế ngon quá nhỉ? Phải thế phải đi làm cái nhiệm vụ ấy luôn. Tự build thế thì ngon quá. Tiện mất bao thời gian đấy. Đỡ mất thời gian. Thế là quay lại cái thằng cha Robby đúng không? Để mình quay trở lại chỗ đấy. Nhưng mà để mình lấy cái chai đã.